Bài này thuộc hệ tĩnh định, người ta bắt tính chuyển vị tại điểm C. Bây giờ mình sẽ tính chuyển vị tại điểm C như sau. Thì đầu tiên là IC thì sẽ bằng IC do P gây ra cộng với IC do M gây ra cộng với IC do tải trọng Q gây ra. Bây giờ ta lần lượt tính ba yếu tố này. IC do P gây ra. Lúc này là mình đã dùng nguyên lý cộng tác dụng để tách cái dầm này ra làm ba thành phần nội lực này, như các bạn đã thấy ở đây. Đầu tiên mình sẽ tính IC do P. Nó sẽ bằng Y chuyển vị, tức là bằng IB do P cộng với phi B nhân với BC. Thay số thì ra 5 phần 4 QA4 chia cho EGX. Tiếp theo IC do M thì M nó tác dụng ngay điểm C này rồi, nên là sẽ không xuất hiện cái đoạn phi nhân với lại khoảng cách gì nữa. Giờ đây mình dùng công thức chuyển vị, nó là bằng M nhân với 2A bình chia cho 2EGX. Cái 2A này chính là khoảng cách từ M, từ moment M đến đầu ngàm A. Thay số vào thì nó sẽ bằng 4QA√4 chia cho EGX. Tiếp theo tính IC do Q. IC do Q thì ở bài này ta sẽ tách Q ra làm hai thành phần, đó là tải trọng Q1 và Q2. Q1 thì bằng Q và Q2 cũng bằng Q. Dầm ở dầm này thì ta sẽ sử dụng công thức nhanh. Nó là bằng Q nhân 2A√4 chia cho 8EG. Cái 2A này chính là khoảng cách từ điểm C đến đầu ngàm A. Tiếp theo ở dầm này thì chúng ta không thể dùng công thức nhanh, do đó mà sẽ dùng dầm giả tạo. Ở đây mình vẽ biểu đồ nội lực của dầm này. Sau đó thì ở đây là dầm công xôn, thì một đầu ngàm một đầu tự do thì sẽ thành đầu ngàm, ở đây là đầu tự do. Bê nguyên biểu đồ moment vào và các thành phần nội lực chia cho EGX. Lực hướng từ trục thanh ra ngoài như thế này. Bây giờ là ta cần tìm IC do Q2 gây ra. Tức là ta sẽ cắt tại dùng mặt cắt ngang cắt tại điểm C này. Nó sẽ xuất hiện MC giả tạo và QC giả tạo. Ta tính IC do Q2 nên là ta chỉ cần tính MC giả tạo thôi. MC giả tạo như các bạn đã thấy thì nó sẽ ngược chiều với lại tải trọng phân bố hình thang này. Ở hình thang này thì không có công thức nhanh, không có công thức được. Ở đây chỉ có công thức hình tam giác và hình chữ nhật thôi, ta sẽ tách ra làm hai hình. Đối với hình chữ nhật thì đây chính là hình chữ nhật, thì ta sẽ lấy diện tích nhân với cái cánh tay đòn, tức là khoảng cách. Đây là hình chữ nhật thì nó có moment tập trung, nó có lực phân bố, lực tập trung là Q1, với tam giác thì Q đây Q2. Q1 thì cách một đoạn, cách cái điểm này một đoạn là A, Q2 cách một khoảng là 2 phần 3 A. MC giả tạo đối với hình chữ nhật thì đây là diện tích của hình chữ nhật, sau đó nhân với cánh tay đòn. Đối với tam giác thì đây là diện tích của hình tam giác, còn đây là cánh tay đòn. Cuối cùng tính được MC giả tạo bằng 11 phần 3 QA√4 chia cho EGX. IC do Q2 gây ra sẽ bằng MC giả tạo. Ta tiến hành thay số vào đây. Sau khi thay vào thì ta sẽ tính được IC do Q gây ra bằng 17 phần 3 QA√4 chia cho EGX. Sau đó thay lần lượt IC do P gây ra vào đây, IC do M, IC do Q, thì ta sẽ ra được 10,92 QA√4 chia cho EGX. Đến ở bài này thì người ta cho số liệu là thép hai thép chữ C 30 thì tra bảng
Thế chữ C30 ta được GX là bằng 5810. Ở đây là hai tiếp chữ C 30 thì ta sẽ nhân 2, GX của nó sẽ là bằng 2 lần GX của một hình là 2 nhân 5810 bằng 11620. Đơn vị là cm vuông. Bây giờ ta tiến hành thay số để tìm IC. Đầu tiên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xác định đơn vị. IC thì bằng 10,92 QA mũ 4 chia cho EGX bằng 10,92. Cái này là hằng số mình không tính nữa. Bây giờ Q đơn vị của nó là kN trên mét. A mũ 4 ở đây là mét mũ 4 chia cho E đơn vị là kN chia cho cm bình phương. Nhân với dx là cm mũ 4 bằng kN hết mét mũ 4 trên mét thì ở đây chỉ còn mét mũ 3. Cm mũ 4 chia cho cm mũ 2 thì ở đây chỉ còn cm mũ 2. Thì bây giờ mình sẽ đổi mét sang cm thì nhân với chỗ này là cm mình đổi mét mũ 3 sang cm tức là mình sẽ nhân với 10 mũ 6. Rồi. Bây giờ IC sẽ bằng mình thay số vào 10,92 nhân 20 nhân 1,2 mũ 4 nhân 10 mũ 6 chia cho 2 nhân 10 mũ 4 nhân 11.620 và bằng 1,95 đơn vị là cm.